cực kỳ hay đến từ thương hiệu Mazang, và đây là dòng phục vụ cho phòng thu, bởi vậy là chất lượng cực kỳ cao và đạt tiêu chuẩn cao. Giá khẳng định là nó hay hơn so với lại cái giá tiền rất là nhiều, nhất là bây giờ em Hồng Anh đang bán chỉ bằng nửa giá so với lại giá thị trường thôi. Phải nói là cực kỳ hời cho bác nào sở hữu được em nó nhé, hoạt động mọi cái đọc không phải bàn luôn, cực kỳ chất lượng. Em Hồng Anh xin gửi lời chào đến tất cả các bác đam mê audio nhé. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với những cái sản phẩm đến từ em Hồng Anh. Mọi thông tin các bác liên hệ với em qua số điện thoại 086-688-0998 để được em tư vấn, hỗ trợ và phục vụ. Nếu thấy clip của em hay và bổ ích, rất mong các bác cho em một like, ấn đăng ký kênh và nhấn chuông để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày nhé. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm. Hôm nay dự là cái clip nó sẽ hơi dài một chút, bởi vì có rất nhiều những cái món mới về để phục vụ cho các bác xem và các bác chơi. Nếu mà các bác đang bận, vui lòng ấn lưu lại để xem vào một lúc rảnh rang hơn. Hãy cố gắng xem sớm nhất có thể để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt. Rất cảm ơn các bác. Ok, và clip ngày hôm nay sẽ mở màn bắt đầu bằng với một cặp dây loa rất là đặc biệt đến từ thương hiệu Isoc của Anh. Cái cặp dây em đang bày ở trước mặt đây, như tất cả các bác đang thấy, dây sở hữu lõi đồng tơ. Mặc dù bên ngoài hình dáng khá là nhỏ nhắn, nhưng mà lõi bên trong thì cực kỳ nhiều, được bện thành nhiều những cái búi nhỏ, sau đó thì được xoắn lại với nhau. Dây có cái tiết diện là 2,5 ly. Với cái tiết diện này thì đủ để có thể đáp ứng với hầu hết tất cả các đôi loa, nhất là những cái hệ thống cổ. Chơi những cái cặp dây này sẽ rất hay, mọi thứ nó mượt mà hơn, ngọt ngào hơn. Dây Anh chuẩn xịn nhá các bác nhá, và cũng không có nhiều, chất dây cổ rất là tốt. Cấu tạo dạng tết như thế này rất là hay, dây em chưa vệ sinh. Nếu các bác cần, các bác có thể ngâm xà phòng để cho nó sạch sẽ hơn, vì cái lớp vỏ bóng như thế này thì cũng khá là dễ lau thôi. Em chưa vệ sinh lau chùi nhá. Cái sợi đen ở giữa, xanh than ở giữa đây, được là dây trụ lực nha các bác nhá. Và chữ nó cũng sẽ in ở trên cái dây trụ lực này. Em cho các bác nhìn gamma đây, hơi mờ một chút gamma. OFC Speaker Cap đây, chữ khá là nhỏ và khó nhìn, Isoc nhá. Đây là cái dây em cắt ra một đoạn để các bác có thể nhìn. Isoc này 6003.
một cặp dây rất là tốt, và em có được số lượng một ít, bởi vậy rằng là các bác hoàn toàn có thể chơi theo nhu cầu được, kể cả bán từ 50 phân nhé. Các bác cần kiểu gì em phục vụ kiểu đấy để cho các bác chơi, và thứ hai là để tránh lãng phí. Bởi vậy là các bác đo với cái hệ thống của nhà mình xem cần độ dài như thế nào thì các bác bảo em. Làm dây loa này, dây đi thùng loa này, hay đi phân tần, mọi thứ đều cực kỳ hoàn hảo luôn. Đều rất là hoàn hảo với cái lõi đồng mềm. Lõi đồng mềm và cực kỳ nhiều lõi nhá. Hàng nhiều trăm sợi nhỏ khác nhau được bện lại với nhau để các bác có thể thấy. Chất lượng dây rất là tốt. Ví dụ như cặp ở trên tay em đây có độ dài là 2m2 một vế này. Còn các bác có thể chơi theo nhu cầu. Một cặp 2m2 như này thì chỉ có cái giá là 1,3 triệu thôi. Giá 300.000 cho 1m dây đôi nhá. Cho 1m dây đôi. Và cam kết với các bác đây là dây cổ chuẩn xịn, chính hãng, bảo hành xịn trọn đời cho các bác yên tâm chơi và sử dụng. Khá là thú vị với cặp dây này. Và giá thành thì cũng rất là hợp lý, bình dân. Các bác cần lên đầu rắc như thế nào thì các bác bảo với em, hoặc rằng là cứ để không chơi như thế này cũng được. Cần thì em sẽ chuốt thiếc cho các bác ở đầu để cho chơi được lâu dài và được bền hơn. Đấy, các bác có thể thấy là cái lõi của nó rất là lớn nhá. Lõi rất là to so với lại cái hình dáng bên ngoài. Họ xoắn và ép khá là chặt. Đạt được cái tính ổn định, và đặc biệt là dây rất là mềm. Dây khá là mềm dẻo. Bởi vậy rằng là chắc chắn là sẽ cho cái trải nghiệm rất là tốt với các bác. Dây rất là hay. Hình dáng cấu tạo khá là thú vị. Để các bác có thể thấy. Trên dây thì chắc chắn là có những cái chỗ nó bị mờ chữ theo thời gian rồi. Vì rằng là dòng dây cổ không thể tránh được nhé. Có chỗ thì còn rõ chữ và có chỗ thì còn mờ chữ. Cái điều này thì không thể đảm bảo được, là vì mình không phải mua dây mới tinh các bác ạ. Nhưng mà cam kết với các bác là dây xịn tuyệt đối nhá. Các bác cần chơi cặp dây loa này thì các bác bảo với em để em phục vụ các bác chơi. Tiếp theo nữa thì là có một cặp dây, có một sợi dây quang đi, một sợi dây quang dài 3m. Cũng là chắc là phải rất rất hiếm khi em có được dây quang dài như vậy, và cũng đến từ thương hiệu Isoc nhá. Thương hiệu của Anh, chuẩn xịn, các bác yên tâm chơi. Để các bác có thể thấy dây quang Isoc của Anh và có độ dài 3m, dây khá là mềm dẻo. Thuận tiện trong việc cắm rút, trong việc chơi được dễ dàng hơn, mọi cái được chuẩn chỉ hơn. Dây còn khá là đẹp. Em sẽ cho các bác nhìn Isoc đây. Dây Isoc Digital. Một sợi dây quang dài 3m và là dây xịn Anh. Isoc là thương hiệu đến từ Anh Quốc. Mọi thứ rất là tốt và hiệu quả. Sợi dây quang này đang được em chia sẻ các bác chơi với giá là 1,6 triệu nhé. Các bác cần chơi thì các bác liên hệ với em. Một sợi dây quang hiệu quả và tốt cho hệ thống. Nhất là các bác chơi những cái con DAC ngon thì không thể không chơi những cái sợi quang hiệu quả và chuẩn xịn. Tiếp theo nữa em mới về một cặp dây, trước khi giới thiệu với các bác hai sợi dây tín hiệu mạ bạc khá là thú vị. Em giới thiệu trước một sợi dây chót, em đã từng giới thiệu rồi, hôm nay lại mới về thêm, em lại giới thiệu lại cho các bác, cần các bác liên hệ để chơi. Dây chót, dây tín hiệu chót dài 1m đến từ Anh. Và đời này là Calypso, với cái màu ghi khá là đặc trưng, với cái đầu rắc rất là nhỏ nhé. Các bác có thể so sánh đầu rắc. Đầu rắc này cho phép cắm được ở trên thiết bị cổ mà không sợ bị kích. Dây còn đẹp đến 99%. Có thể nói là một cặp dây tín hiệu rất là đẹp với mức giá bình dân. Đặc biệt là các bác mà đang yêu thích giải trầm nhé, và thích nhạc vàng, bởi vì cặp dây này chuyên phục vụ nhạc vàng. Em và anh đều giải thích cặn kẽ từng cái ưu điểm của từng loại dây khác nhau. Sợi này cho giải trầm tốt, tiếng nhựa ngọt ngào, nhạc vàng nghe rất là hay. Đặc biệt là trung âm cuốn hút, giúp người chơi được cái trải nghiệm mà ở trên những dây khác không làm ra được.
Đặc biệt là chỉ có dây chóc, chỉ có cái đời này nó ra được như thế này thôi, và nó lợi trầm. Còn các cái dây khác, đời chóc khác thì lại không lợi trầm đâu. Và rất là tinh tế trong việc làm đầu răng nhỏ nữa. Tiếp xúc thì được mạ vàng, dây còn rất là hoàn hảo. Trước đây những cái cặp dây như thế này thì giá thành cũng không hề rẻ. Giá không hề rẻ nha các bác nhé. Mà giá em bây giờ đang để rất là tốt. Cũng săn lùng tìm chơi cho các bác cái giá thành nó hợp ví, hợp lý hơn. Để các bác có thể trải nghiệm. Nói chung là ở trong tầm tiền này mà chơi một sợi dây nhạc vàng thì có lẽ là không phải bàn rồi. Chơi được cho cả cối, cả cassette, cả đầu CD, vân vân, hay kể cả là cơ than cũng đều ok luôn. Mức giá cho cái cặp dây này em đang để là vẫn như mọi khi thôi. Bình ổn giá 2,5 triệu. Các bác cần chơi thì các bác bảo với em là đã sở hữu được một cặp dây anh rồi, dây chóc rồi. Thương hiệu chóc có lẽ là thương hiệu quá lớn, không còn xa lạ với tất cả những bác đam mê nữa. Những cái sản phẩm hiện nay của chóc không hề rẻ. Và những cái dòng dây này vẫn là những cái dòng dây rất là đáng chơi nhá. Lõi bên trong thì như được mạ vàng, chất dây rất là tốt. Rồi, và như đã nói ở trong clip giới thiệu với các bác hai cặp dây tín hiệu có cái lõi mạ bạc thật nhá. Tại sao em phải nói là mạ bạc thật? Bởi vì nhiều bác nhìn ảnh và các bác không phân biệt được rõ đâu là mạ màu giống bạc và mạ bạc thật. Và các bác hay hỏi lại em rằng là có phải là bạc thật không? Thì em xin khẳng định với các bác chơi là mạ bạc thật. Và đây là những cái cặp dây đến từ Anh rất là hay và đáng chơi. Trong đó là em có một cặp dây đến từ thương hiệu Myriad với cái đầu rắc rất là quý và chất lượng. Và đầu rắc đây là đầu rắc đắt tiền các bác nhé. Nguyên cái đầu rắc này thôi đã đáng giá tiền triệu rồi. Hai cái đầu rắc RCA được mạ vàng. Và hai cái đầu rắc XRR cái được mạ bạc nhé. Lõi bên trong là được mạ bạc. Cốt của nó mạ bạc. Và dây này cũng được mạ bạc thật luôn. Dây Myriad. Em sẽ cho các bác nhìn cái chữ của nó. Myriad. The Sirius đây. Và có cái hướng mũi tên. Myriad. Myriad thì có rất nhiều những cái sản phẩm chất lượng rồi, nhưng mà cũng không quá phổ biến với các bác ở Việt Nam. Còn ở trên thế giới thì khỏi phải bàn luôn, quá là nổi tiếng. Những cái cặp dây cổ như thế này thì không hay có và rất ít khi có, rất hiếm và trước đây rất đắt nhá. Trước đây rất đắt. Dây có cái độ dài 1 mét để cho hệ thống phục vụ, hệ thống Pro. Đầu XRR cái và đầu RCA rất là xịn. Đầu XRR này để cắm ở trên rè nhá. Còn nếu mà các bác chơi với bao thì các bác bảo với em sẽ đổi cái đầu đực cho các bác chơi được thuận tiện hơn. Dây này đang có cái mức giá rẻ bất ngờ luôn là 2,5 triệu thôi. 2,5 triệu. Em không nhớ không nhầm thì em đang để là 2,6 triệu thì phải. Nhưng em sẽ để cho các bác chơi ở trên. Những bác nào xem được clip này thì mới biết được giá của nó là 2,5 triệu nhá. Và chỉ dành cho các bác xem clip thôi. Nếu các bác xem được clip các bác bảo lại với em thì em sẽ để cho các bác giá đấy. Còn em sẽ vẫn báo với các bác khác bình thường khác là 2,6 triệu. Ok, là một cái món quà nhỏ để cho các bác có thể chơi. Một cặp dây đẹp chuẩn đến từ Anh nhá. Rồi, và tiếp theo nữa là một cặp dây dài 80 phân thôi. Nhưng mà đặc biệt rằng là để mà kiếm lần nữa thì có lẽ là cũng không biết bao giờ mới có. Cặp dây đến từ thương hiệu Sakwai, biểu tượng là con cá mập và là bản Silver. Đặc biệt là cái cấu tạo lõi cực kỳ đặc biệt, dạng lõi đồng trục đơn một lõi. Với cái lõi ở giữa cũng được mạ bạc thật. We'll be right back.
Những cái dòng dây như thế này thì cho chất âm rất là hiệu quả, ấn tượng. Mọi thứ được gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn, chi tiết hơn. Mọi thứ âm ỉ đều được giải quyết với cái đầu jack rất là cao cấp, đến từ châu Âu, hàng chuẩn xịn. Và những cái đầu jack như thế này thì cũng gần như hết là hết các bác ạ, không còn nữa. Những cái đầu jack rất là xịn nhá, mọi thứ rất là chuẩn chỉ. Và giá cặp dây cũng rất là rẻ, không hề đắt. Để tìm được những cái dây mà cái cấu tạo lõi như thế này thì đỏ mắt đấy, không có đâu. Dây còn khá là đẹp và em đang chia sẻ các bác chơi với mức giá là 2.300.000 thôi. Một cặp dây đến từ Anh rất là tốt và chất lượng, dây cũng khá là to so với lại cái những cái dòng cổ khác, biểu tượng con cá mập đây. Chất dây thì khỏi phải bàn và vẫn là cam kết các bác là dây chuẩn xịn tuyệt đối. Ở em Hồng Anh thì là tiền thật giá trị thật nha các bác nhé. Hãy hoàn toàn tin tưởng với những cái sản phẩm em Hồng Anh đem lại và chia sẻ cho các bác chơi. Sản phẩm nào em bảo không tốt, em nói thẳng luôn, giá thành rẻ. Sản phẩm nào tốt em bảo là tốt. Các bác trước hay sau các bác tìm hiểu và các bác chơi các bác sẽ hiểu được những điều em nói. Những cái dây em bán ra gần như là rất hiếm có ở trên thị trường. Có những cái mà gần như không thấy bao giờ trên thị trường. Bởi vậy rằng là những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm không những đạt về giá trị, về chất lượng âm thanh mà còn giá trị vì sưu tầm nữa. Mỗi dây lại có một màu âm khác nhau để đạt được những cái hiệu quả âm thanh khác nhau. Ở cuối clip ngày hôm nay em giới thiệu với các bác chơi một cặp dây loa khá là khổng lồ. Đây các bác, em sẽ đặt cái dây chóp để các bác có thể so sánh đấy, dây tín hiệu so với lại cái dây loa. Một trời một vực. Cặp dây loa đến từ thương hiệu Quét nhé. Với cái cấu tạo là BY, công nghệ áp dụng nhiều cái công nghệ tuyệt vời cho âm thanh rất là chất lượng. In the UK đây, các bác có thể thấy dây cực kỳ lớn và to. Với cái bản BY em đang để là 2:2 nhé. Với cái đầu bắp chuối thì là đầu bắp chuối bình dân thôi, nhưng mà chắc chắn là cũng không phải là coi. Nhưng mà em đang để và em cũng đang trợ giá để các bác chơi được một cặp dây loa có đầu bắp chuối đầy đủ với mức giá thành mà em phải trợ giá em mới báo được cái giá này. Dài 1m8, dây khá là lớn. Dây khá là lớn và chất lượng, hiệu quả. Các bác mà không cần dài thì đây là một cặp dây rất là tốt. Dây không phải dây lõi mạ nhé các bác nhé. Dây lõi đồng các bác cần xem cái ảnh lõi của nó thì em inbox cho em qua Zalo, em sẽ gửi ảnh cho các bác xem để các bác nắm được. Đầy đủ đầu bắp chuối như thế này, giá chỉ có 3 triệu thôi. Mức giá chuẩn rồi nhé. Bởi vì rằng là giá này là em còn phải chịu lỗ một phần ở phần đầu bắp chuối cơ thì mới phục vụ được mức giá này. Nhưng mà các bác sẽ dễ chơi hơn và thuận tiện hơn. Một cặp dây khá là khủng, nguyên tiền vận chuyển cho cặp dây này thôi đã mất rất là nhiều tiền rồi vì dây cũng khá là nặng các bác nhé. Chất dây rất là chuẩn và cam kết với các bác là dây chuẩn xịn thật. BY. Giá 3 triệu đồng. Dài 1m8 một vế. Dây khủng lớn. Hệ thống nào mà to một chút thì cắm cặp dây này rất là tương xứng với giá thành bình dân. Và cũng báo cáo với các bác là giá này là mức giá không thể giảm được nữa đâu. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi hết những cái clip mà của em Hồng Anh trong ngày hôm nay. Mọi thông tin liên hệ với em qua số điện thoại 086-688-0998. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái sản phẩm sau nhé. Đừng bỏ lỡ. Xin cảm ơn các bác.